chỉ là chất xúc tác để tình yêu lộ bản chất. Sai cách. Một vị thần cô độc, ta tôn thờ sự cô độc. Tình yêu là gì? Tại sao con người lại phải khổ sở để trải qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu? Ở đâu có tình yêu, ta sẽ đưa lối họ đến mặt tối trong tình yêu. Sự đố kỵ, lạnh nhạt, bạc bẽo, lừa tình. Ta phải làm tan vỡ những mối tình đó, lột trần sự thật đen tối của nó, nhanh chóng phục vụ để dẫn dắt con người đến với sức mạnh của sự cô độc.